ha, mình bắt đầu viết, thí dụ là Việt Nam đi ha, Việt. Bây giờ tới đây á mà mình muốn bỏ dấu E đó, thì hồi nãy mình coi lên cái table này, mình nhớ là dấu E là có dấu mũ là bên đây là số 6 phải không? Thì mình muốn bỏ cái dấu mũ lên chữ E, chữ A đó, thì mình ấn số 6 sau khi mà mình ấn chữ A. Là thì bây giờ mình bắt đầu mình ấn chữ E trước. Rồi sau đó mình chọn ở trên đây đó có cái nút số 6. Số 6 giống như cái mấy cái số thuốc ở trên cái keyboard thôi đó, mình ấn số 6 là tự động nó đổi cái chữ A thành chữ E. Mà thì mình làm tiếp, muốn bỏ dấu nặng á thì coi trong này dấu nặng ở đâu, dấu nặng ở đây là chữ A số 5. Thì phải nhớ số 5 là A, thì mình ấn số 5 bây giờ là tự động nó đổi cái chữ E thành sao nói đổi cái chữ E thành E nặng ở đây. Thì cái này đó là cái basic principle, cái tiếng Việt là gì ha, cái sử Cái cơ bản dụng nhất. cơ bản nhất để cho quý vị có thể viết tiếng Việt được. Làm vậy đó mình có thể viết tất cả mấy cái dấu được hết. Hội chuyên gia Việt Nam rất là dễ. Và phần đông tất cả mấy cái chương trình từ VNI hoặc là VietPad hay là mấy cái chương trình mà mình sử dụng trên JavaScript ở trên mấy cái trang web đó, cái nào nó cũng sử dụng giống như hệt thôi, làm phải bỏ cái chữ A, chữ E, chữ Y xong cái dấu thôi, bỏ cái Nếu đó. mà Holly muốn đánh cho lẹ nó, mình có cách nào đánh cho lẹ không? Ví dụ Holly đánh chữ E mà thay vì phải đánh chữ E rồi số 6 á, Dạ thì vâng. Holly đánh double chữ E được không? Nó ra chữ E không? À đúng rồi, xin cảm ơn chị Hồi hỏi. Lúc khi mà mình viết tiếng Việt á, lâu lâu rất là nhiều cái chữ mà mình phải viết viết qua viết lại. Chữ chữ E, ai cũng viết hết chữ E đó là phải viết chữ E xong ấn số 1, à xong, xin lỗi, ấn Số 6. số 6 thành chữ E. Mà tại cái chữ E này ở trong cái ngôn ngữ Việt Nam rất là nhiều đó. Nó có cái tốc ký là ấn 2 lần chữ E, 1 lần, 2 lần là tự động nó đổi. Nếu mà như vậy thì chữ 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 ơ hay là ô có đánh vừa hai chữ o ra được không? Cũng vậy luôn, hai chữ O thành chữ Ơ, hai chữ U thành chữ Ư. Có rất là nhiều cái tắc ký lắm, thí dụ hai chữ D thành chữ D. Như vậy là nếu mà tôi không biết đánh máy tôi có thể đánh cũng thiệt lẹ ha, Dạ vâng, nếu vậy nha. làm vậy đó, viết đường nè. Nhanh không? Mình ấn hai chữ D, hai chữ U, hai chữ O, dấu huyền là số 2. Tại mình nhớ trong đầu là dấu huyền là số 2, xong chữ NG thôi. Chương trình của chúng tôi xin được tạm ngưng trong giây phút và sẽ trở lại trong giây lát. Xin mời quý vị sẽ chờ trong giây lát. Chương trình VBS Key này thật là hay, nhưng mà bây giờ sau khi mà đánh xong rồi, mình giữ lại rồi, mình save lại rồi, thì họ lại gửi cho người bạn, thì người bạn họ lại đọc không được, tại vì họ không có cái font VBS, thì phải làm sao? À, dạ vâng. Chị Holly cũng nói đúng là cái Microsoft Word file này đó, mình viết xong á, mình mà lưu trữ mình save á, bỏ lên dĩa mình đưa cho bạn mình á, bạn mình coi không có được, tại bạn mình không có cái chương trình hội chuyên nghiệp Việt Nam. Thì bạn mình hoặc là download và install cái chương trình hội chuyên nghiệp Việt Nam, hoặc là nó có hai cái mình có thể làm được. Trong đây đó, cái lý do mà bạn của Holly đọc không được á, là tại bạn không có cái phong VPS time. Trên lúc mà mình save, lúc mà mình lưu trữ á, mình có thể nói Microsoft Word là, ôi, bây giờ tôi muốn bỏ cái phong VPS mình bỏ vô cái hồ sơ đó luôn. Tại vì mình bỏ cái hồ sơ đó luôn á, mà mình đưa cái hồ sơ đó cho người bạn có thể mở được và đọc dùng cái phong VPS đó. Thì muốn làm vậy đó, các bạn quý vị vô Tools ở trên đây nè, Tools của cái Microsoft Word, Options. Thì trong cái Options đây á, tút bên tay phải nó đi là Save. Save là tiếng Việt là lưu trữ. Lưu trữ. Lưu trữ. Thì trong lưu trữ mình có thể nói là Embed to Type Fonts. Embed to type fonts tiếng Anh á, tiếng Việt nghĩa là mình muốn lấy cái chữ phong đó mình bỏ vô cái hồ sơ đó luôn để cho người ta có thể mình lưu mở. trữ chung với cái hồ sơ. À không, chung với hồ sơ. Vâng. Thì làm vậy đó, lúc mà mình save, mình lưu trữ, mình đưa cho bạn mình thì bạn mình có thể mở được luôn. Cái đó là một Một trong cách. một cách. Cái cách mà mình muốn khuyên mọi quý vị sử dụng là sử dụng cái format khác tên là Unicode. Cái Unicode á nó khác hơn cái VPS Time là VPS Times, mỗi lần mình muốn dùng cho một cái máy khác thì mình phải download cái chương trình hội trình Việt Nam đó, hay là download cái chương trình VNI, VNstore cũng rất là mệt lắm. Cái Unicode đó là một cái phong Microsoft, không phải Microsoft mà tất cả mấy cái hãng khắp thế giới sử dụng trong mỗi cái computer, cho nên mỗi cái điện toán nào cũng có cái phong Unicode đó. Mấy cái phong Unicode là thí dụ Tahoma, Tahoma trên đây nè, là một cái phong máy nào điện toán nào cũng có hết, hay là cái phong Times New Roman cái nào cũng có hết, hay là Arial, tất cả mấy cái đó là mấy cái phong Unicode. Mình mà muốn viết Unicode
dùng cái chương muốn viết Unicode là cũng có thể sử dụng cái chương trình TTS Keys cũng được. Thì thứ nhất là mới đầu chọn cái phong, thì bây giờ mình chọn cái phong Home ID. Thôi mình biết cái đó là một cái phong Unicode. Quý vị mà cần mấy cái phong đẹp cho Unicode lên cái website của Hội Chữ Việt Nam có thể download nữa. Thì trên đây cái mà mình phải thay đổi là mình mở cái chương trình VPS Keys lại, và trước anh ta phải đến cái gì kỹ thuật. Thì trong cái kỹ thuật đây nè, mình có thể mình có thể chọn cái kỹ thuật mà mình viết hồi nãy đó mình sử dụng cái kỹ thuật VPS, tại vì mình sử dụng cái phong VPS thì đây nó để VPS. Thì quý vị bây giờ coi lên cái máy của quý vị là chắc cũng sẽ thấy nó để VPS. Thì bây giờ mình muốn sử dụng Unicode đó, qua cái kỹ thuật này đổi kéo lên đây và đổi vào Unicode. Thì mình ấn Unicode thì cái chương trình nó nói mình sẽ thay đổi, không muốn thay đổi không thì mình ấn thay đổi thôi. Sau khi thay đổi đó thì mình ấn OK. Thì trong đây đó mình sử dụng một cái phong Unicode và bắt đầu viết tiếng Việt cũng như thường thôi, cũng viết H Yo là số 6, chữ nặng là chữ số 5. Cũng vậy thôi ha. Minh à, bây giờ thì Holly lại nhận được một cái hồ sơ người bạn gửi mà trong đó là phone VNI. Mà bây giờ trong máy của Holly không có VNI. Thì làm sao Holly hoán chuyển cái phone VNI thành Unicode để Holly có thể đọc được? Dạ vâng. Cái problem này là rất là nhiều người có. Mỗi lần sinh hoạt trong cộng đồng người ta gửi cho mình cái bài mà VNI mà mình không có sử dụng VNI. Mình mở ra cái file, thí dụ mình mở cái file này nha. Mình có prepare, mình có làm cái file này. Mở ra thấy mấy cái dấu này không hiểu là gì hết. Biết là người ta viết tiếng Việt, không biết sử dụng cái nào. Mà mình biết là bạn mình sử dụng VNI đó, thì mình có thể đổi được. Thì trong đó mình đổi đó là mình phải highlight, mình phải chọn tất cả cái bài này ha. Mình chọn hết và mình vô copy. Copy nghĩa là mình lấy cái bài ở trong cái mà mình đang mới chọn nên mình bỏ vô cái đầu móc hay là clipboard, tức là cái memory của nó. Cái memory của điện toán mình bỏ vô đó. Tại sao mình bỏ vô đó? Để cho mình nói cái chương trình Hội Chữ Nhật Việt Nam của mình này nè, cái VPS keys này mới ở đây này. Có một cái đây có khoảng chuyển mình cái này là vì trong cái clipboard, trong cái memory của cái máy điện toán đó hiện bây giờ có cái bài VNI mình mới bỏ vô, và mình muốn chuyển cái đó, mình muốn chuyển từ VNI vô thành Unicode. Thì trong đây đó nó chỉ là từ và sang. Thì trong đây mình chọn, mình biết cái đó là đến từ VNI, mình lấy. Nhưng mà nếu như mà Holly không có biết nó là VNI hay là cái phone gì đó, dạ thì vâng. Holly có thể chọn chung được không? Dạ vâng. Không rõ là VNI hay là cái gì đó. Dạ vâng. Dễ lắm, chừng nào không biết thì chọn cái auto. Cái auto là automatic, là cái chương trình VPS key sẽ tự động, sẽ coi, sẽ coi cái phong này là phong gì và sẽ tìm phát là cái đó là cái phong gì. Thì tự động đó mình nói là auto qua Unicode cũng được. Thì mình ấn nút hoán chuyển clipboard là nó lấy cái clipboard, chuyển xong, bỏ vô cái clipboard lại. Vì bỏ cái clipboard lại mà nó chuyển vô thành Unicode rồi đó, thì mình dễ dàng, mình xóa cái này và mình paste nó thôi. Paste nghĩa là mình lấy từ cái clipboard ra, mình bỏ vô cái Microsoft Word lại. Thì tự động nó hiện ra hết. Tự động. Mà tại vì mình chuyển vô Unicode đó, mà mình sử dụng cái phong Unicode Times New Roman khỏi cái gì hết. Là đọc hết. Hình như cái cách này cũng là cái cách mà thí dụ như Holly vô báo vietbao.com hay là người việt.com, Holly đọc một cái bài nào đó mà Holly muốn giữ lại để làm tài liệu, thì hình như cũng